Con trai sẽ trưởng thành sau khi mất đi người mình yêu, và con gái thì sẽ trưởng thành sau khi yêu một người. Bạn sẽ không bao giờ nhận ra bạn yêu một người nhiều như thế nào cho đến khi họ đi yêu một người khác. Và những gì bạn cho đi một cách chân thành thì sẽ mãi mãi vẫn là của bạn. Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn thấy điểm tích cực của nhau và kết thúc khi hai người chỉ nhìn thấy điểm tiêu cực của nhau. Chúng ta cứ lăn xả với cuộc đời để đi đâu cũng thấy không đâu bằng nhà, không ai bằng vợ. Có một gia đình hạnh phúc, đấy mới là niềm vui. Sống là lựa chọn, là giá.